Chào các bạn, chúng ta cùng luyện tập kỹ năng giao tiếp trên trang web đọtchuyenon.com. Bài viết, lễ giáo, forum và blog. Chào các bạn, nếu nhà bạn tự nhiên có một người hoàn toàn lạ mặt bước từ ngoài vào và phê phán cái bàn này xấu, cái tấm điện ảnh này không đúng kiểu, bình hoa này thiếu thẩm mỹ, tấm màn này không hợp thời, vân vân, thì bạn nghĩ thế nào? Anh chàng này bất lịch sự hay anh này bị bệnh tâm thần? Nhưng hiện tượng này xảy ra rất thường xuyên trên Internet, các bạn có biết không? Rất nhiều người đi vào một diễn đàn mở hay một blog public, chẳng ai biết anh ta là ai, anh ta cũng chẳng biết ai trong đó, chẳng hiểu ai trong đó, tự nhiên đọc một bài rồi bắt đầu comment làm nhảm như người điên, phê phán chỉ trích đủ điều. Đó không chỉ là bất lịch sự, mà đó là bệnh tâm thần. Vào nơi nào chúng ta cũng cần có lễ giáo. Đến một blog hay diễn đàn thì phải đọc một thời gian để hiểu tinh thần của diễn đàn và blog, biết những người trong đó là ai, họ thực sự nói gì, họ có thể là thầy mình về những điều gì. Rồi khi nào biết được mọi chuyện thì hãy nói lễ độ. Thu Hằng và Thu Hường của Đọt Chuối Non âm thầm đọc Đọt Chuối Non 5 năm rồi mới comment. Đọc các comment đầu tiên, mình biết ngay là hai cô này đã đến mức thầy và mình khuyến khích hai cô viết bài cho Đọt Chuối Non. Vô lễ và làm nhảm bậy bạ thì chỉ có ăn mày cả đời. Những lời nói làm nhảm bậy bạ thì các admin cũng delete, không ai đọc. Cho nên, nói chuyện kiểu tâm thần thì cũng chẳng ai đọc. Nó chỉ tập cho các bạn thói quen vô lễ và tâm thần mà thôi. Trên Internet xảy ra, chuyện này xảy ra thường xuyên. Mình và Thu Hương delete mọi message nhảm. Không phải Internet không ai thấy mặt bạn, là bạn cứ sống kiểu như chưa đi học ngày nào. Có một người thấy được gặp mặt bạn, đó chính là bạn. Người đó biết là bạn vô lễ và tâm thần, đừng dại dột để bạn phải chấp nhận chính bạn như thế. Điều mình quan tâm là mình viết bài này để giúp một số bạn ở ngoài kia học cách sống bất kỳ nơi nào bạn đến, dù cho thế giới vật thể, physical hay trên thế giới ảo, virtual. Bạn cần lễ nghĩa và thời gian học hỏi để biết dùng lễ nghĩa ở nơi đó. Khi ta một mình cũng cần có hành động, như khi ta đang có 20 người ngồi bên ta. Người học đạo thì ứng xử như vậy đó. Chúc cả nhà vui. Bài viết, giọng nói của bạn. Chào các bạn. Chúng ta thường nói về aura, tức là vùng hào quang, cái dáng vẻ của bạn, tỏ lộ con người của bạn, cái tâm của bạn ra ngoài. Nhưng đương nhiên còn một thứ khác có thể tỏ lộ con người thật của bạn ra ngoài, đó là tiếng nói của bạn. Ai trong chúng ta cũng có khả năng nghe giọng nói của một người và biết được phần nào bên trong người đó, tức giận, buồn, stress, kiêu căng, khiêm tốn, nói thật, nói dối. Nhưng đương nhiên là đối với những người giỏi đóng kịch, bạn có khả năng nghe không cao thì người kia sẽ qua mặt bạn là chuyện thường. Lúc mình còn lo tranh tụng cho chính phủ Liên bang Mỹ, gặp lúc chính phủ cắt giảm ngân sách, luật sư không có tiền bay đi khắp nơi, các luật sư phải interview nhân chứng bằng điện thoại. Đương nhiên đây là việc khó làm so với interview tận mặt, vì người interview thì chẳng thấy được body language của người kia. Interviewer không thấy được body language của người kia, khó biết người đó đang nói thật hay nói dối, tâm trạng ra sao. Nhưng mình phát triển rất nhanh cách nghe điện thoại, rất chăm chú, nghe chữ, nghe cách phát âm từng từ, nghe âm sắc, nghe cường độ, nghe vận tốc, khi nào thì nhanh, khi nào thì chậm, nghe các khoảng lặng để đoán biết tâm trạng chuyển biến của nhân chứng, khi nào họ nói thật hay nói dối, thật dối đến đâu. Sau mỗi interview, mình ghi lại cuộc điện đàm cộng với các định giá của mình về nhân chứng tại mỗi lúc. Cho nên, người ta có thể biểu lộ tâm mình qua giọng, qua nói, lời nói, giọng nói, cách nói. Trong chuyện thiền, giọng nói của hạnh phúc sau đây, một người mù thẩm định giọng nói của một người, của mọi người và của thiền sư Ban Kay. Sau khi thiền sư Ban Kay qua đời, một người mù sống ở gần chùa của thiền sư nói với một người bạn: bởi vì tôi mù, tôi không thể quan sát sắc mặt của người ta nên tôi phải xét tư cách của họ qua giọng nói. Thường thì khi tôi nghe một người chúc mừng một người khác về chuyện vui hay thành công nào đó, tôi cũng nghe một âm bí mật của ganh tị. Khi chia buồn với một người khác về mất mát nào đó của họ, tôi cũng nghe
thích thú và thỏa mãn, cứ như là người kia chia buồn thực sự. Người chia buồn thực sự vui vì có cái gì đó để lại cho họ trong thế giới riêng của họ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì giọng nói của Ban Cây luôn luôn thành thật. Khi thiền sư bày tỏ hạnh phúc, tôi chẳng nghe gì khác ngoài hạnh phúc. Và khi thiền sư bày tỏ buồn rầu, tôi chẳng nghe gì khác ngoài buồn rầu. Chúc các bạn luôn thành thật trong lời nói.